Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Tuấn Vĩ lại tiếp tục cập nhật phần tiếp theo của câu chuyện là anh thai ở Long An mà đã được chị Vân ở ngoài Khánh Hòa cưu mang là trường hợp của anh thai bị mất trí nhớ đó quý vị. Thì sau khi mà Tuấn Vĩ nhận được cuộc gọi cũng như là thông tin từ người nhà ở Long An của anh thai thì Tuấn Vĩ đã xác nhận và có nghĩa là cũng được khoảng 80% như quý vị vừa xem tập của ngày hôm qua. Thưa quý vị, thì hầu như cộng đồng ai cũng vui mừng và Tuấn Vĩ cũng vui mừng không kém. Sau khi mà kết thúc cái buổi trò chuyện với gia đình thì Tuấn Vĩ đã gọi cho gia đình của chị Vân liền. Tuấn Vĩ gọi để báo tin. Thưa quý vị, Tuấn Vĩ vui quá nên Tuấn Vĩ báo tin cho chị Vân thì một lần nữa Tuấn Vĩ lại rất là bất ngờ về cái sự mà ứng xử cũng như là với cái sự mà phản ứng của chị Vân khi mà Tuấn Vĩ báo tin rằng là Tuấn Vĩ đã liên lạc được với gia đình của anh thai. Thì chị Vân có một cái hành động mà khiến cho Tuấn Vĩ thật sự là bây giờ nói trước thì chắc là nó cũng không hay cho lắm. Nên là mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem cho hết video để coi sau khi mà Tuấn Vĩ trình bày là đã gặp gia đình của anh thai thì chị Vân phản ứng như thế nào. Mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem buổi trò chuyện mà Tuấn Vĩ đã ghi nhận được. Thật sự mới nói là Tuấn Vĩ rất là bất ngờ. Mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem. Chào chị. Chào mày Yên. Dạ, chị khỏe không? Cũng khỏe Yên. Dạ, chị đặt cái máy cho Yên đi rồi em nói chuyện với chị một chút. Chị đặt cái máy cho Yên giống như hôm trước á, chị gác cái chỗ nào đó. Dạ. Gì được cho em? Dạ, nó hơi mất cái mặt của chị á, chị nhóc cái máy lên chút xíu, chị nhộng cái máy lên chút xíu. Đúng rồi, đẹp rồi đó. Trời ơi, nay chị đẹp quá. Dạ. Dạ. Cũng bình thường. Dạ. Rồi ở ngoài đó lạnh. Ngoài đó lạnh hay sao mà chị phải mặc áo ấm rồi? Lạnh dữ lắm em, chị nhà chị sát biển nè, giá nó ở chị ở trên đồi, giá vô nhiều lắm. Dạ. Rồi biển thì ở trước, chị ở trên cái đồi rẫy á. Dạ. Dạ. Thưa chị là hôm nay em báo cho chị tin vui. Sẵn sàng nghe. Cảm ơn em. Chị sẵn sàng nghe chưa? Chị Nhi, cá không cá tin luôn. Dạ. Cá tin cho tặng con luôn. Dạ. Rồi thưa chị là em mới nhận được tin tức thời là gia đình có một gia đình ở Long An đó chị, có một gia đình ở Đức Hòa, Đức Huệ gì đó ở Long An. Thì có nói rằng á là xác nhận anh này là khoảng 100% rồi là của gia đình ảnh. Dạ. Và anh nói á, dạ anh nói tên của ảnh là anh thai chứ không phải là anh trai, tên của ảnh là thai đó, Huỳnh Minh Thai, tên là Huỳnh Minh Thai. Trời ơi, chị thương em, trời ơi, chị mừng quá. Dạ, rồi chị nghe mà chị cũng khóc quá, chị cầu ơn trên cho nên gặp gia đình từ bao nhiêu năm nay á em, giờ chị nghe em nói mà chị dạ. Mừng quá, dạ. Chị em nói tiếp. Dạ, ở Đức Hòa Long An á, dạ, ảnh ở Đức Hòa Long An. Ồ, chị nhớ không? Dạ, ở Tuốt Long An lận. Còn chị còn nghe rồi, chị dẫn nó đi. Nói là nhà nó ở xe đi. Còn cái thẹo trên đầu đó, còn cái thẹo trên đầu thì nghe nghe cái anh mà anh rể trình bày đó là nói là cái thẹo trên đầu là do anh thai này ăn thịt chó rồi không có tiền trả, mà chủ quán thì không có biết là ảnh bị bệnh này kia vậy đó, vì cái đập ảnh một đập ảnh trên đầu đó thành có thẹo, có nghĩa là ăn đói thì đói thì vô quán ăn rồi không có trả tiền á, đại khái vậy đó, rồi bị người ta đập. Rồi nghe ảnh cũng nghe người ta kể lại như vậy, rồi sau đó gia đình đi kiếm khắp nơi, kiếm ở Tây Ninh rồi kiếm ở Vũng Tàu rồi kiếm khắp nơi cả 5 năm trời, kiếm 5 năm mà không gặp. Dạ. Rồi chừng nào em ta biết địa chỉ chừng nào gia đình ra nhận đồ
phải coi thử cái đúng không ấy em, cho nhiều người không 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 đúng rồi nhận vậy rồi hành hạ nó tội nghiệp em. Cho đến Nhưng thời mà điểm nhiều khi không phải á, nếu dạ mà nhận phải thì chả nhận, mà nếu không phải là ông chưa còn không là đi xét nghiệm rồi cho không mà chị ông cha nhận rồi. em hiểu em hiểu khi mà đã nhận lại thì đương nhiên là phải có cái trên cơ sở pháp lý rõ ràng và phải xét nghiệm ADN rõ ràng thì mình mới nhận, chứ không phải là tự dưng mà nhận bừa. Dạ là không 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 được. Chị cũng sợ gì vì là chị mừng lắm. Em giúp giùm em. Rồi cho đến Món cá người mặn rồi hả? vậy là cho đến thời điểm Sao này, nữa ý là ở bên chị thì có wifi không? Em thấy cái sóng nó quá quá yếu của chị. Mình chỉ có xài wifi không? chị cái này con chị nó cài 3G bây giờ không có wifi, chị ở ở trên núi đi không có wifi. Không có wifi, chỉ có 3G thôi hả chị? Hôm nay 3G yếu quá. Rồi đại khái đó thì bây giờ em cũng cho chị hay cái thông tin là như vậy, mà em cũng rất là quý chị, và chị thấy đó, khi mà em đăng lên thì cộng đồng ai cũng hoan nghênh và ai cũng khen ngợi chị hết trơn á. Và hôm Tê nay có nói gì không? rồi hôm nay đó chị, thì cho đến cái thời điểm này mà chị vẫn còn sợ người ta nhận mà nhận bừa đó rồi tội nghiệp ảnh, thì chị em thấy thật sự là em rất là quý chị về cái điều này. Rồi sợ rồi chị chỉ còn lo cho ảnh, sợ người ta nhận rồi không phải rồi lại hành hạ này kia. Ảnh chỉ nói cái điều đó em thấy cảm động quá trời. Trên xe chị nói không phải người vừa cái hồ hành hạ nó tội nghiệp, chị nói thiệt, thí dụ như mà chị khổ thiệt cái mẹ cái gì cái tội mà nói thói nó gì cha muốn cha ăn gì trời đó rồi tội nghiệp nó. Bây giờ vậy nè chị, em thử đặt ra cái tình huống này thử coi chị chỉ coi thế nào nha. Em nói đi. Em nghe gia đình nói đó là ba mẹ thì đã mất rồi, còn anh chị đó thì mỗi người ai cũng đều có gia đình riêng. Nếu ví dụ như mà cái điều kiện sống ở Đức Hòa, Long An đó khi về với gia đình mà không bằng ở ngoài chị, mà gia đình muốn gửi lại cho chị thì chị thấy làm sao? Gia đình gửi lại thì chị có thấy vui lòng nuôi ảnh không? Không thì cũng được chị, tại vì chị nói với Tú Quỷ này này, chị cũng có một cái ý định trước rồi. Thí dụ như chị cũng nói với mấy cái con chị rồi, chị nói nếu mà anh trai ở đời ai cũng có sanh ra sanh lão bệnh tử mà em, nếu mà em con nó có mất trước thì chị cũng sẵn sàng chị la hậu sự hết đàng hoàng, còn mẹ bé mấy có mất trước thì mấy con sẽ la cho anh ca ở đây họ ở xuống ở đây là người ta cái đặt nó anh ca giờ cái kêu nó anh ca không á em, nó hay ca tay ca chân gì nó thần kinh nó hay ca tư tay ca chân nó nhảy cũng là một lần 15 20 phút vậy đó, nó bật ngửa ra luôn lúc mà nó về nhà chị là nó cũng thần kinh chị sợ nó cái đuổi theo nó rượt mà nó trợn mắt trợn mũi vậy á, rồi xong cái chị sợ quá cái chị muốn ta nói là lấy chỗ chè chỗ đồ đập rồi cho phải cái me đổ má rồi cho nó xua ra, chị cũng lấy chị đập đồ chị đập chị phúi chị quýnh gì chị làm gì cho nó ấy. Sau thời gian ấy chị cái mua mua thuốc mà thần kinh dưỡng não nè, chị nhận thuốc bảo hiểm với là chị mua thuốc thần kinh á, giờ chị cha nó uống bây giờ nó không còn nhảy nữa, ví dụ nó có nổ một ngày á, ví dụ nó nổ rồi nó giật 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 vậy nè, nó trộn cũng như là ai ở trước mặt nó vậy rồi nó nạt nó quýnh à, nó nạt người ta rồi nó quýnh vậy á, rồi được chút về nè cũng 3 4 phút là nó hết, còn mấy hồi kia máu gì là cũng là 15 20 phút nó nhảy nó chạy theo nó y như âm ở trước mặt nó gì á, nó chạy theo nó quýnh rồi nó làm nó trộn mắt trộn mũi nó làm chị sợ gớm, nó làm cái đi mà cái nhiều thằng em ở bên đó nó chị hai đỡ nó đi chứ thì mà nó le kẻ đêm kẻ đồ sao ngủ được, mới thao cỡ nó đi từ cái gì cũng từ từ nó hết rồi, chị cũng nhờ chị mong gian gái ở mẹ ơn trên á vì mà sao cực
cho nó bớt lòng em. Thì chị Dạ. cũng mong này, ông trên chị cũng thắp nhang giữa cầu Phật, cầu nguyện xem cho em gặp gia đình. Mà nếu người ta không nhận á, thì chị nói với em mà bữa trước á, không Dạ. nhận, chờ sợ một cái gánh đó, thì đỡ lại cho chị cũng được. Cũng như là đó là con của chị năm đứa bên đây, chị thêm đứa nữa thì đâu. Dạ. Đôi cái chén của bữa nữa cũng được. Sợ cái bệnh đau, Dạ. sợ cái bệnh đau thì đó. Mấy hôm mà chị muốn chia sẻ đi là để chị xin cái giấy để các cái bảo hiểm. Ví dụ nuôi bệnh á thì chị nuôi được, nuôi nuôi ăn đồ ăn mặc thì nuôi vô tư, nhưng mà ở đòi mà sợ cái bệnh hiểm nghèo của em, Dạ. anh thử ra là chị cũng mong các cái bảo hiểm đó mẹ ở xã thì nó cũng chưa cho. Thành thử ra nếu mà gia đình không nhận được, cha mẹ mất thì anh chị mày gặp khó khăn thì đỡ chị ở với chị cũng được, không sao Dạ. ở với chị rồi suốt đời con chị nó cũng mang cứ mang chứ không sao đâu. Ví dụ chị sau này mà chị có một cái ít tiền ít bạc chị tính rồi, ví dụ mà chị có ít tiền ít bạc thì cũng phải đỡ riêng cho nó, chị gửi con mấy đứa con của chị á Dạ. là đỡ sau này mẹ gửi bao nhiêu tiền đó là đỡ la cha anh ta. À, đỡ luôn nha anh ta, Dạ. chị tính hết rồi. Dạ. Bây giờ vậy này chị, Vậy á. có nghĩa là cái điều mà em đặt ra giả thiết đó thì là em cũng mới chỉ nghĩ tới thôi, chứ cũng không biết là gia đình sẽ xử lý như thế nào. Cũng gia đình không biết là có nguyện vọng đưa ảnh về hay không, hay là gia đình có gửi cho chị hay không, thì cái điều đó em chưa biết. Nhưng mà nghe gia đình nói là ba mẹ cũng mất hết rồi, rồi anh chị cũng lấy chồng lấy vợ, thì em nghĩ là em thấy có nhiều comment ở trên cộng đồng đó, người ta nói rằng á là chị đưa ảnh về nuôi, là cái đó cũng là một cái giống kiểu là cái duyên của kiếp trước, gọi là cái duyên, cái giống như cái nợ vậy, cái nợ. Dạ. Chị nghĩ không biết kiếp trước là nợ nần với nhau rồi hay làm sao gì, mẹ ở đâu mà mình phòng xe xứ mẹ vì ở đây một cái xẻ này mẹ không ai đưa nó gì mà chị ai chị đưa nó gì à? Ở đợi cái chuyện mà khiêng với chơi là chuyện của người người đầu là sống là khiêng chơi là bình thường em, nhưng Dạ. mà chị không nghĩ thì làm theo đúng lương tâm, còn ai muốn nói gì đó là chuyện của người ta, chơi Dạ. khiêng là chuyện của người ta, Nhưng khẩu mà người ta rì chơi khiêng. Nhưng mà rì ảnh 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 cũng xài, ảnh cũng làm những cái việc lặt vặt thôi, chứ đâu có làm được cái gì đâu mà nói là chỉ đưa về để nhờ hôm này kia. Thì làm lặt vặt ý là chị muốn làm cái gì thì chị ra nhà nhổ cả, chị kêu là đập cả đập cả ý là chị nói vậy. À thì cái điều đó thì bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu, thì cái chuyện là Thì đó phải vận động là chuyện đương nhiên, sợ không vận động được, chứ còn vận động được thì cái điều tốt cho ảnh, chứ đâu có gì đâu, ảnh ngồi một chỗ hoài đâu có được. ngủ ra chị kêu nó dậy được không, nó ngủ À đang ngủ dậy hả? không dậy Dạ. Dạ. ngủ anh không anh không nằm dám ngủ Dạ. ơi Dạ, anh ngồi trai. Anh trai. À, rồi chị đặt yên, chị đặt yên cái máy ở ngay cái mặt ảnh cho em nói chuyện với ảnh chút coi. Anh còn nhớ gia đình anh ở Đức Hòa, Long An không? Đức không nghe Hòa. đâu, không nghe đâu em, À, không nghe. Đức Hòa, Long An. không nghe Rồi gia đình có gửi cho em cái tấm hình của anh trai ảnh giống dữ lắm. vậy hơn em. Dạ. Anh em giống nhau dữ lắm. Ok. Dạ. Dạ. Rồi Ok chị cầu em giúp sớm là gia đình ra là chị mừng lắm rồi dạ. à, thiệt là em mừng lắm á. Bây giờ như vậy này chị nè, là bây giờ trước mắt là em báo tin cho chị như vậy. Rồi sau đó gia đình có nguyện vọng là thăm thăm trai đó, thăm thăm anh trai, anh thai đó, thì sẽ có dịp gia đình sẽ ra thăm. Còn nếu mà điều kiện cho phép thì em cùng gia đình ra thăm, xong đó là mình coi như ngày đoàn viên đó, ngày đoàn tụ gia đình thì gia đình gặp lại. Còn cái chuyện mà ở đâu đó thì cái chuyện đó đôi bên thống nhất, đôi bên thống nhất. Còn cái việc Rồi sau mà này tính hay sau này tính dạ còn cái việc đó mà xét nghiệm ADN,
xét nghiệm ADN để mà anh em biết nhau coi có đúng là. cái gia đình Dạ. Dạ. con trai cô chị nó hỏi lại phải không, À phạt ý nghe em à, nói à có gia đình nhận rồi em, có gia đình nhận rồi. Ở Long Long An em. Dạ, đây là con trai chị hả? con trai cô chị á. À dạ. Thì đó, nếu có dịp á thì em với gia đình ở Long An sẽ ra thăm anh thai. À, còn cái việc trước mắt bây giờ đó thì nếu mà để mà xác nhận có đúng gia đình hay không thì lấy mẫu ADN, thì cái đó thì em sẽ chỉ cho chị sau, rồi chị gửi vào thành phố Hồ Chí Minh. À, chị gửi vào thành phố Hồ Chí Minh rồi để xét nghiệm, rồi sau đó thì em báo kết quả cho chị. Vậy em. Chị rọi ngay mặt cái, chị rọi ngay mặt ảnh cho em chụp tấm hình coi, để em so sánh cái tấm hình. Chị đưa xa ra chút xíu, đưa đưa xa ra chút xíu. Xa thêm chút xíu nữa. Rồi đúng đúng rồi, đúng rồi. Tội nghiệp, vậy là chị cũng gọi ảnh bằng con này kia vậy đó Tới giờ xem. ha. Dạ. Tội nghiệp không. Ngơ ngác. Không biết chuyện gì hết trơn á. Dạ. Dạ. Chị nó lên cái kênh của em á, cái chị chỉ ra nó cười khè khè luôn, chị nói À. là lên tivi á cái nó cười khè Dạ. Em nghe gia đình kể đó là ảnh, em nghe dạ, em nghe gia đình kể. Em nghe gia đình kể là em biết anh ảnh biết làm toán này kia đó chị, làm toán được đó chị. Dạ. Nghe gia đình nó kể. làm toán, nó làm À. toán cộng trừ. À cộng trừ này kia ảnh làm được. Dạ. Dạ. Đúng là cái duyên của chị á, có nghĩa là ông trời ông xui khiến đó chị, nên là rơi vào ở ngay gia đình chị coi như cũng là một cái điều mà hết sức là may mắn cho ảnh. Chị biết không, khi em đăng lên cộng đồng á, ai cũng 100% ai cũng khen ngợi về cái việc mà chị là đã giăng tay ra để mà là làm phước như vậy đó, ai cũng khen ngợi hết trơn á. Bản thân em đây cũng rất là ngưỡng mộ luôn. Dạ. À quên nữa, em báo cho chị nè, là có một bà chị ở bên Mỹ là vừa là mạnh thường quân vừa là chị kết nghĩa của em, là chị có gửi cho em trai anh trai đó là 100 đô, thì chị nói là để gửi cho chị để phụ ảnh phần nào tiền cơm nước hay là mua cho ảnh cái quần cái áo đại khái. Như vậy đó, thì gọi đó là cái lòng. À, biết rằng là gia đình chị cũng có điều kiện nhưng mà đó là cái sự ngưỡng mộ của chị, cho nên là hồi nữa đó thì chị gửi cho em cái số tài khoản rồi em chuyển 2,3 triệu cho chị, tương đương với 100 đô. Biết Dạ. xài tiền lắm á, Vĩ à, xài À. tiền ví dụ như mua gói thuốc mà ai mà tháo thiếu ví dụ 1.000 là chỉ lấy cục kẹo chứ không so không số. À. Dạ. Xài tiền tỷ lắm. Dạ. Cái hôm trước cái chị mua cho cái bóp À. rồi bà chị biểu bả tiền vô đó, tiền lẻ bỏ bên, tiền chẳng bỏ bên, đi lên lên rẫy nè, cái rớt Dạ. hết cái bóp tiền luôn, cái gì cái chị tra lại chứ không Dạ. có tiền nó buồn lắm, cái chị À. tra lại xong rồi giờ không ví Dạ. dụ như cá mấy triệu đồ chị tra tiền, nhiều khi nó đi ra đường nó gặp cái bánh trái này, nó muốn ăn cái gì á nó Dạ. mua nó ăn, Dạ. hay nó mua thuốc hay là nó ăn uống cái gì nó có tiền trong mình á, Dạ. chứ lúc nào cũng có tiền trong mình ấy. Rồi chị Mạnh Thường Quân này đó thì có nói với em á là biết rằng là gia đình chị chắc cũng cũng không phải là thuộc diện khó khăn, nhưng mà đây là cái sự quan tâm của chị. À, tên của chị là sáng 2 viên chiều 2 viên, Hai viên là gì? tức Hai viên thuốc là dạ, tức là biệt danh của chị đó là sáng 2 viên chiều 2 viên. Dạ, cái biệt danh đó đó chị. Dạ. Biệt biệt danh giống như chị là chị Vân vậy đó, giống như chị là chị Lan mà còn có tên phụ là tên Vân vậy đó. À,
Thì biệt danh của chị này là sáng 2 viên chiều 2 viên, cũng là một mạnh thường quân ở bên kênh của em. Từ khi mà em mới lập kênh cho đến nay là chị cũng thường giúp đỡ cho nhiều mảnh đời đó. Thì coi qua cái câu chuyện này thì chị cũng rất là ngưỡng mộ về cái tinh thần của chị, nên là chị cũng có chút quà gọi là để động viên tinh thần ấy vậy đó. Cái chị thì ở đoàn mình giúp thì mình không có mong người đó trả ơn. Chứ chị như đứa cháu cũng vậy nè, nó đứa cháu đây cũng vậy, nó cũng 50 mấy tuổi đây, nó nằm trong nhà chị nè, là cá con rồi mà bây giờ con đi làm cái rồi bả vợ cũng bả rồi, bây giờ giờ ở cái chị thấy vậy chị đưa lên đây ở cả tháng đi, á vợ con thì cũng nó đâu có dòm tới đâu mà nó bị bướu hạch cổ nè em. Bây giờ không có tiền chị nói thôi lên này cái gì ăn anh nói, mà thí dụ nó có que đòn thì mình cũng lá luôn cho nó, chứ giờ bả nó tội nghiệp Ráng làm phước được phước chị mua lên ha. nhà. Rồi ok chị, thì nay em báo tin vui cho chị như vậy, rồi đây là cái bước gọi là em nhận được tin thì em báo cho chị vậy, còn sau này thì tới đâu rồi mình tính tới đó nha chị nha. Thí dụ như gia đình đó cái gì nói chị không biết đường chị lên đây chị đón em tra địa chỉ xong rồi nói cái gì đi tới đâu chị ra chị đón nha, Em cũng muốn đi chứ chơi không mà. biết đường Em nhà. cũng muốn đi chơi, tại bây giờ đang còn dịch bệnh rồi không biết có đi được hay không, chứ mà em cũng muốn ra thăm ông cái ông gì ông trai ông Nghe nhà chị cho biết nhà dạ tên tên của ổng nghe mày đi á, tên của ổng nghe là ông cho Thai. Tên của ổng là ông Thai, tên Thai chứ không phải là tên trai đâu. nhìn gì đó cái viết là kêu chị nói là tự chân mẹ nó cứ viết là bây giờ là em nói thai là nó nói đúng, là nhiều khi nó đọc cái gì á viết mấy lần nó cũng kêu là thai trai trai chị tưởng đâu là nó tên trai vậy đó. Gia Rồi. đình mà nói ra mà đi tới đâu á mà không biết đường đồ á thì cứ điện cho chị để chị đón nha em. Cứ đi Rồi. ra hết đi mấy anh em đó, với mấy anh em đồ gia đình anh ra thăm nó tập bao nhiêu năm nay tính em 10 chị nói 14 năm, chứ con cháu ngoại của chị là năm nay nó học lớp 8 không à lớp 9 rồi, là tại 15 16 Cho nên là sống trong gia đình bây giờ cũng mến tay mến chân chị ha, coi như cũng mến mến nhau rồi, coi như đứa con trong nhà rồi chị ha. mấy hôm mà nó mới gì nó ổn là nó cứ đi miết em, bây giờ là không khuất đi rồi á, cách đi 4 năm là không còn, mấy hôm là nó cứ bả nhẹ hả lớ lớ là bả nhẹ đi à, mấy hôm mà chị có việc á ở xóm đi mà thí dụ như đi khám bệnh trong Sài Gòn đồ mà không biết đường đồ á chị nói chị dẫn đi chị bả ổng nó với lại ông xẻ lại ông bê kêu ông bê lại ở nhà là nó đi tìm chị, nó lên tuốt Ninh Què Ninh đồ kia nó tìm chị, xong rồi gì mấy đứa cháu nó nói có chị ông khùng ở nhà mợ ông đi lên tuốt lên đây nè, tôi nói mày có cha ra bánh mì đồ ăn không, nó nói con thấy ông đi tuốt xe con cha kịp là nó đi chứ Tội nghiệp. ông đi đâu được mình thẻ cho ông đi chứ cái tìm gì mà đi tìm miết á, nhiều khi nó xuống ông cống luôn dưới kia nó nằm ở trong ông cống ấy, tìm gì mà mờ mắt luôn tìm mờ mắt ông sẽ chuyện đó nó đi đâu nó đi xong mấy năm nay nó không có đi nữa không đi nữa. Thấy thấy cái trường hợp mạng bên chị yếu quá. Chị ơi, rồi bên chị mạng yếu quá rồi, bây giờ vậy, trước mắt thì em cũng báo cho chị cái tin vui như vậy, rồi sau này thì tới bước nào rồi em sẽ báo thêm cho chị nha chị nha, rồi có thể là mình lấy mẫu ADN để mình xét nghiệm ha chị ha. Vậy nghe em nếu mà gặp gì em giúp đỡ giùm mà cho nó gặp gia đình, mà nếu gia đình mà sợ ra một cái gánh nặng nào đó thì đỡ ở với gia đình chị cũng không có vấn đề gì,
không có gì hết Dạ, em. cái đó thì đôi bên giải quyết, em cũng mới chỉ đặt ra giả thiết thôi, bởi vì ở cái chỗ là em thấy cái hoàn cảnh bên đó vậy đó thì em đặt ra giả thiết thôi, chứ còn cái công tác của em là công tác kết nối đến đây là em cũng thấy rằng là tốt rồi, còn cái việc mà đôi bên giải quyết thế nào thì mình sẽ tính tiếp nha chị nha. À đúng Dạ rồi dạ em, dạ thì chừng dạ đó thì tính dạ tiếp dạ dạ giờ. ok chị. Con em nhiều nha Quỷ nha. Dạ ok chị, rồi vậy nha chị nha. Dạ dạ rồi chào Cá chị. nhiều sức Dạ dạ khỏe. dạ rồi chào chị. À, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa xem qua buổi trò chuyện của Tuấn Vĩ và chị Vân là chị Lan đó quý vị. Thật sự mà nói là Tuấn Vĩ không biết dùng bằng cái lời nào để mà tả về cái sự ngưỡng mộ của Tuấn Vĩ dành cho chị Vân. Như quý vị biết đó, chị cùng gia đình đã cưu mang anh thai cũng cả hơn 14 năm trời. Và nếu như mà anh thai đó là người khỏe mạnh, người gọi là nó khôn ngoan thì không nói, thì chị bệnh rịnh cũng không nói. Nhưng mà anh thai là người có khuyết điểm, không không phải được như người ta, rồi chị thật sự mà nói là chị cũng đâu có nhờ cậy gì được. Mà bên cạnh đó, khi mà nghe nói là gia đình kiếm được thì chị cũng rất là bệnh rịnh. Và chị cũng đã 2 lần nói với Tuấn Vĩ rằng là nếu mà gia đình ở Long An đó mà nếu không có điều kiện hoặc là cái sự lựa chọn mà anh thai muốn ở ở ngoài chị thì chị sẵn sàng là chị nuôi cho đến ngày cuối đời. Thưa quý vị, là thật sự là Tuấn Vĩ ngưỡng mộ vô cùng, mà không biết là phải dùng bằng lời lẽ nào mà tả về cái việc mà cái quảng đại của chị cứ có cái tấm lòng mà gọi là nó hết sức là nó lương thiện. Phải nói rằng là không biết phải nói sao cho hết cái lời gọi ca ngợi đối với chị. Thì như quý vị biết đó, Tuấn Vĩ ghi nhận được những cái câu chuyện như vậy, Tuấn Vĩ mừng lắm, Tuấn Vĩ vui lắm, vui mà ta nói vui không biết cách nào để mà tả. Bởi vì Tuấn Vĩ nghĩ á, trước đây là cái thông tin đại chúng nó chưa có, rồi cái sự mà tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau nó cũng hạn chế. À, trước đây làm gì có cái chuyện mà Mạnh Thường Quân gửi tiền mà giúp đỡ cho người nghèo nhiều như bây giờ. Bây giờ càng ngày Tuấn Vĩ thấy càng nhiều. Và thấy như vậy là Tuấn Vĩ trong lòng vui, bởi vì chúng ta đã truyền cái năng lượng tích cực cho nhau. Có nghĩa là ví dụ như khi mà cái người mà người ta hay làm những cái điều mà ác đó quý vị, người ta ích kỷ đó, những người ích kỷ người ta xem được những cái clip như vậy, người ta sẽ xấu hổ và người ta sẽ làm sao để cho hoàn thiện cái bản thân của mình hơn. Cho nên là cái việc này Tuấn Vĩ được 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 ghi nhận là coi như Tuấn Vĩ truyền cái năng lượng tích cực cho nhau. Kể cả bản thân Tuấn Vĩ cũng vậy. Khi mà coi cái câu chuyện của chị Vân thì Tuấn Vĩ nghĩ rằng là Tuấn Vĩ thật sự là đang còn nhỏ bé và Tuấn Vĩ thấy tấm lòng của mình nó cũng chưa quảng đại được như chị Vân. Đưa một cái người gọi là người ta không bình thường để về nhà nuôi, mà trong lúc đó bây giờ tìm được gia đình mà chị còn vẫn vẫn còn muốn gọi là nếu gia đình mà không có nhận về thì chị vẫn sẵn sàng. Phải nói rằng là cái lòng của chị nó bao la quá. Nên là qua đó mình thấy cái lòng của mình nó còn nhỏ bé quá, cho nên là Tuấn Vĩ muốn nói ở đây là Tuấn Vĩ muốn truyền cái năng lượng tích cực cho những ai mà ví dụ như là mình chưa có cái khái niệm là tương trợ giúp đỡ những người khác thì sẽ đây xem đây là một cái tấm gương để mà gọi là tương trợ lẫn nhau thì thấy cuộc sống nó đẹp hơn. Thưa quý vị, làm được cái việc đó thấy cuộc sống nó đẹp hơn và chúng ta thấy nó yêu đời hơn và thấy trên đời này đang còn rất là nhiều người tốt, thì nếu mà một ai đó mà người ta xấu thì người ta thấy xấu hổ, người ta muốn làm tốt. Đó là cái năng lượng tích cực mà Tuấn Vĩ muốn truyền tải. Nên Tuấn Vĩ mà bắt gặp được những cái hình ảnh đó, bắt gặp được những cái câu chuyện như vậy là Tuấn Vĩ vui lắm, để Tuấn Vĩ truyền tải cái năng lượng tích cực cho nhau. Đó thưa quý vị, đại khái vậy. Thì Tuấn Vĩ thật sự mà nói là Tuấn Vĩ ăn nói thì cũng không có lưu loát, nên là Tuấn Vĩ chỉ nói lên những cái gì mà mình cảm nhận được và cứ như là nói lên quan điểm của cá nhân. Nên là Tuấn Vĩ đôi khi làm trong cái công việc này đó thì thật sự là Tuấn Vĩ cũng nhờ cái duyên của ơn trên cho Tuấn Vĩ thôi, chứ Tuấn Vĩ ăn nói Tuấn Vĩ thấy đôi khi Tuấn Vĩ thấy ngại vì mình ăn nói không có hay đó quý vị, gọi là không có trình độ. Thôi có sao thì mình cứ bày tỏ bằng cái những gì mình nghĩ, những gì mình có thì mình
làm được cái gì đó thì mình làm thôi, chứ bây giờ muốn hơn như vậy cũng không biết nói làm sao cho nó hơn nữa. Trong cái việc này thì thưa quý vị, Tuấn Vĩ rất là biết ơn tới cộng đồng, nhờ cái sự chia sẻ của cộng đồng mà cái clip nó được lan tỏa, và được lan tỏa thì đồng nghĩa với nhiều người được xem, mà nhiều người được xem thì cái cơ hội tìm người thân nó sẽ rất là cao. Vì vậy cho nên là được cái sự quan tâm của quý vị là Tuấn Vĩ rất là vui. Xin chân thành cảm ơn cộng đồng rất là nhiều. Thưa quý vị, và trước khi kết thúc buổi trò chuyện đó thì Tuấn Vĩ muốn cảm ơn tới chị Sáng Hai Viên, Chiều Hai Viên. Nhắc đến cái tên thì chắc là quý vị cũng thấy quen quen phải không ạ? Chị là một người mạnh thường quân, cũng là một người chị mà trong thời gian qua đã hỗ trợ cho Tuấn Vĩ rất là nhiều về cái mặt tư vấn cho các cái tình huống, rồi là chị cũng góp ý rất là nhiều, rồi cho đến là về mặt tài chính chị cũng đã hỗ trợ được cho rất là nhiều hoàn cảnh. Chị là một mạnh thường quân, chị ở Mỹ thưa quý vị. Thì Tuấn Vĩ cũng rất là trân trọng những gì mà chị đã hỗ trợ, cũng như là đã chuyển tải, cũng như là đã giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn trong thời gian qua. Bên cạnh đó thì chị nói chị cũng rất là ngưỡng mộ chị Vân vì cái hành động đẹp, nên là chị cũng có một phần quà nhỏ nhỏ để mang tính chất là khích lệ. Biết rằng là gia đình chị Vân thì chắc là cũng điều kiện cũng không có phải là khó khăn, nhưng mà đây là gọi là giống như món quà chúng ta tặng cho nhau, một bông hoa ví dụ chẳng hạn như vậy, để như Tuấn Vĩ nói đó là tạo năng lượng tích cực cho nhau, cũng như là chúng ta cảm thấy trong lòng nó cũng vui vì có người khác là hiểu mình và quan tâm mình. Thì chị đã gửi 100 đô để Tuấn Vĩ gửi tới cho gia đình của chị Vân để mua cho em, mua cho anh Thai cái quần, cái áo, hay là phủ chúc đỉnh gì đó ví dụ như vậy quý vị. Nên là Tuấn Vĩ cũng rất là trân trọng về cái hành động này. Tuấn Vĩ ngưỡng mộ cả 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 hai chị Sáng Hai Viên cũng như là chị Vân. Rất là cảm ơn chị rất nhiều. Bên cạnh đó thì Tuấn Vĩ cũng rất là cảm ơn cộng đồng. Và thưa quý vị, trước khi mà Tuấn Vĩ kết thúc buổi trò chuyện đó thì như thường lệ thì quý vị thấy trong thời gian gần đây thì bên ông YouTube á, ông cái chính sách của ông khó khăn lắm. Ví dụ như có nhiều cái câu nói nhạy cảm, hay là có những cái hình ảnh nhạy cảm mà chúng ta không lường được trước, mà vô tình ông bắt lỗi thì ông không có cho đăng video. Vì lẽ đó mà Tuấn Vĩ thấy nhiều kênh bị như vậy rồi, thời gian gần đây rất là nhiều người bị. Nó ổng cấm, bây giờ Tuấn Vĩ nói nó cũng sợ nè, Tuấn Vĩ nói nó sợ ổng nghe được là ổng nói sao mà Tuấn Vĩ nói ổng bằng nó, nên Tuấn Vĩ lỡ miệng nha ông YouTube nha. Tuấn Vĩ nói nó có nghĩa là ý Tuấn Vĩ nói là không phải nói ông YouTube đâu, nói nó là nó không cho đăng, có nghĩa là nó là ý là cái ứng dụng đó không có cho đăng, chứ Tuấn Vĩ không có ý nói ông YouTube đâu, là không có ông YouTube ổng không cho đăng. Cho nên là khi mà đã bị ổng khống chế, ổng phạt rồi đó, thì mình muốn nói gì đến trên cộng đồng, muốn nói gì vào kênh mình cũng nói không được. Vì lẽ đó bây giờ đang yên, đang lành, đang nói được thì mình cố gắng mình nói. Là Tuấn Vĩ có phát triển hai kênh, nên là nếu quý vị mà không thấy Tuấn Vĩ đăng bên kênh này thì quý vị vô kênh kia. Thì Tuấn Vĩ có phát triển hai kênh là kênh Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương và kênh Tuấn Vĩ Thương Về Miền Trung. Thì nếu quý vị yêu yêu thương Tuấn Vĩ thì đăng ký dùm cho Tuấn Vĩ cả hai kênh, là Tuấn Vĩ rất là vui vì điều đó, là coi như quý vị giúp đỡ và cũng như tán thưởng cho Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương và Tuấn Vĩ Thương Về Miền Trung. Và nếu quý vị không thấy đăng bên đây thì quý vị nhảy qua bên kia, quý vị ủng hộ Tuấn Vĩ nha. Thưa quý vị, và giờ đây đó thì cái thời lượng nó cũng khá là dài, Tuấn Vĩ nói riết về nó hơi liệu và nó khô khô miệng rồi. Hôm nay thật sự là vui quá quý vị, quá vui, vui quá chứ không phải là quá vui nữa. Nên là thôi giờ thì thời lượng cũng đã dài, nên Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng, sự chia sẻ của cộng đồng. Thì sau khi mà Tuấn Vĩ xác minh đâu đó rồi, rõ ràng rồi, thì Tuấn Vĩ sẽ thưởng cho chị Điệp, là chị gọi điện tới cho Tuấn Vĩ đó, 10 triệu đồng theo như cái lời hứa của Tuấn Vĩ. Thì cái video đó Tuấn Vĩ sẽ cập nhật sau để cho cô chú và các anh chị chúng ta được biết, cũng như là kế hoạch sắp tới diễn ra như thế nào, gia đình thử ADN hay là gia đình trực tiếp ra ngoài đó để gặp như thế nào, thì Tuấn Vĩ sẽ ghi nhận để cho cô chú và các anh chị chúng ta được biết vào những cái video sau này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của cộng đồng. Xin chúc sức khỏe tới cho cô chú anh chị. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Xin chào tạm biệt, cảm ơn quý vị rất nhiều.